Bây giờ anh có 500 nhá. Với cái ly này đặt ở đây, cho quả bóng vào đây. Em làm cách nào em lấy quả bóng ra được thì em có 500. Không được dùng tay nhá, có nghĩa là không được đổ quả bóng vào như này nhá. Và không được cho tay vào lấy cái này ra. Ok. Chuẩn bị tinh thần mất 500. Không làm được đâu, không làm được đâu. Úi ôi. Tên tên đâu. Khoan. Gì? Ăn tiền của cậu đâu có dễ như thế. Sao được á? Bây giờ nếu đây quả bóng ăn nhẹ thôi, cái đồng xu này nặng này, nếu mà ăn được cái đồng xu này ra có thêm 500 nữa là 1 triệu. Một triệu. Chơi chưa? Hôm nay lại có 1 triệu đi shopping rồi. Quả bóng này nhẹ nãy là hút được tôi. Thông minh đấy, biết dùng bóng hút hút ra đấy. Nhưng cái đồng xu nặng lắm, đồng xu nặng lắm. Ê, thôi đây này. 1 triệu, 1 triệu.